tấm đá bóng gương của nhà quân nóc đã đẹp xuất sắc như thế này rồi mà nay lại còn được thêm dát vàng nữa thì đúng thật là đỉnh nóc kịch trần, long lanh lấp lánh luôn các anh chị ạ. Các anh chị nhìn nhá, vàng dát ở đây là vàng 24K, lớp phủ bếp dày 0,3mm, siêu bóng. Khi kết hợp với đèn trang trí sẽ tạo lên trải nghiệm thị giác vô cùng tuyệt vời và khó quên cho bất cứ ai lần đầu khi gặp nó. Đặc biệt dòng tấm đá dát vàng này của quân nóc còn in theo kích thước theo yêu cầu, vừa kinh tế vừa tinh tế nhưng vẫn giữ được trọn vẹn vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp của vân đá. Hơn nữa, bộ sưu tập tấm đá dát vàng của quân lắc có rất là nhiều mẫu mã cho các anh chị lựa chọn. Hãy nhanh tay liên hệ với quân lắc để được tư vấn và báo giá sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.